siêu phẩm đúng không? Gì vậy? Ôi trời, bẩn quại quá. Đặt luôn thành không?
đo vành nha. Để dán được rồi đo vành đi. Đâu anh đâu? Hai mét dài 3m4, dày 20. Chưa có giá, khách hỏi giá chứ dám không có giá thì làm gì.
thể nói là không có keo được. Vân đẹp như vẻ 2m1. Đi thử thể rồi, mày chặt như nhà hàng. Đi thử thể quá. Tám còn yếu anh ạ. Ba mét tư thoải mái. Đây nó dài rồi, bây giờ nó gần tới 3m rưỡi rồi. Dạ, 3m4 nha các bác ạ, 3m4. Vuông 1m8.